Xin chào tất cả các anh chị đã theo dõi video của mình. Nếu anh chị xem video mình thấy hay, thấy hữu ích thì anh chị hãy đăng ký kênh để nhận video mới của mình ra. Thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các anh chị là cách đặt dây đai đồng bộ giữa trục kim, răng cưa và ổ của máy hai kim, hay là còn gọi là cam răng cưa. Thì khi cái cam răng cưa hay là cái dây đai đồng bộ này của chúng ta bị sai thì nó sẽ gặp nhất rất nhiều cái ban bệnh, nên là bị đứt chỉ này, bị bó mũi này, bị gãy kim này. Và khi chúng ta chạy hàng chúng ta nó rất rít, nó không được lướt, và nó gây ra hiện tượng là sùi chỉ, đứt chỉ. Thì các anh chị muốn chỉnh được cái cam răng cưa hay là cái dây đai này thì các anh chị phải hiểu được cái nguyên lý hoạt động của nó. Thì bây giờ mình sẽ nói sơ về cái nguyên lý hoạt động của cái cam răng cưa của máy hai kim này ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói nguyên lý hoạt động của cái cam răng cưa của máy hai kim này ha. Thì các anh chị muốn biết được cái cam của chúng ta đi đúng hay đi sai thì chúng ta phải hiểu được cái nguyên lý hoạt động của nó. Thì nguyên lý hoạt động của nó thì là khi kim của chúng ta đi xuống tận cùng này, đó tức là kim của chúng ta xuống thời điểm thấp nhất ấy, thì cái răng cưa của chúng ta là nó phải nhô lên cao nhất này ha. Đó. Và khi kim của chúng ta đi lên tận cùng, tức là thời điểm cao nhất đấy, thì cái răng cưa của chúng ta nó phải đi xuống thấp nhất như thế này ha. Nếu mà các anh chị kiểm tra mà nó không đúng như vậy thì là cái cam răng cưa này của chúng ta nó chưa chuẩn, tức là lúc chúng ta đặt dây đai chưa được chuẩn ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách chỉnh cam răng cưa này. Thì lưu ý là sau khi các anh chị chỉnh xong cái cam răng cưa này thì chúng ta phải kiểm tra lại ổ chúng ta nhé. Thì các anh chị phải bắt lại sớm muộn lại cái ổ của chúng ta. Khi chúng ta chỉnh lại cái dây đai đồng bộ này thì cái ổ của chúng ta nó cũng sai đi ha. Thì chúng ta cần phải chỉnh lại cái ổ ha. Rồi muốn chỉnh được cái dây đai này, đầu tiên là chúng ta cần phải tháo dây đai ra ha. Chúng ta lấy cái tô vít, chúng ta sẽ đẩy cái dây đai của chúng ta ra ha. Đó, chúng ta đẩy cái dây đai ra khỏi cái bánh răng này ha. Đó. Thì bây giờ cái cam răng cưa của chúng ta nó đã bị sai ha. Đó, mình đã tháo cái dây đai ra khỏi cái bánh răng này ha. Thì muốn chỉnh được cái dây đai này ấy, sau khi mình đã tháo được cái dây đai ra khỏi bánh răng rồi, thì bây giờ mình xoay cái trục kim của chúng ta thì là cái răng cưa của chúng ta nó đang nằm trong cái trạng thái là đứng im không hoạt động ha. Thì muốn chỉnh được ấy, thì các anh chị chỉ cần quay kim xuống tận cùng, tức là các anh chị quay kim chúng ta xuống tận cùng như thế này ha. Thì các anh chị quay xuống phía dưới, tức là cái bánh răng lúc nãy mình vừa tháo dây đai ha, để mình chỉnh ha. Rồi khi kim của chúng ta xuống tận cùng thì các anh chị xoay cái bánh răng này của chúng ta theo chiều máy chạy. Đấy, các anh chị xoay làm sao? Khi kim của chúng ta xuống tận cùng thì các anh chị xoay cái bánh răng này của chúng ta cho cái răng cưa của chúng ta lên tận cùng là ok ha. Thì bây giờ mình sẽ quay lên cái mặt trên ha. Đó, khi kim của chúng ta xuống tận cùng này, các anh chị xoay cái bánh răng của chúng ta, tức là xoay cái bánh răng của chúng ta cho cái răng cưa của chúng ta. Đấy. Các anh chị xoay cái răng cưa của chúng ta cho lên cao tận cùng ha. Đó, các anh chị cho kim xuống tận cùng và các anh chị xoay cái bánh răng cho cái răng cưa của chúng ta nó lên cao tận cùng như thế này ha. Rồi sau khi các anh chị đã xoay được cái răng cưa của chúng ta nó lên cao tận cùng và kim của chúng ta xuống tận cùng thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta khoác cái dây đai vào ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đặt cái dây đai vào ha. Thì lưu ý là các anh chị khi chúng ta đặt dây đai thì một tay các anh chị giữ ở cái bu ly trục kim này, làm sao cho cái trục kim chúng ta không xê dịch nhá. Làm sao là cho cái trục kim của chúng ta nó ở cái thời điểm là thấp nhất này. Và các anh chị dùng tay chúng ta sẽ khoác cái dây đai của chúng ta vào ha. Đó, anh chị đưa cái dây đai vào cái bánh răng này. Đó, các anh chị đưa dây đai của chúng ta vào cái bánh răng này. Như thế này, rồi các anh chị xoay cái bu ly. Đấy, các anh chị xoay bu ly. Đấy, làm sao để đưa cái dây đai của chúng ta vào này ha. Đó. Đó, thì bây giờ mình đã đặt xong được cái dây đai ha. Rồi sau khi đặt xong cái dây đai này thì mình sẽ quay lên phía trên.
cho các anh chị xem là cái dây đai của chúng ta đã chuẩn chưa ha. Rồi bây giờ mình tiến hành mình sẽ lắp cái hộp dầu vào ha. Thì đối với những dòng máy rắc, máy thấm dầu thì nó có một cái hộp dầu dưới này để nó dẫn đến bơm dầu cho ổ. Là khi chúng ta chỉnh chúng ta phải tháo ra thì mình mới chỉnh được cái dây đai ha. Thì bên phía trong này là con cam. Con cam là cam đẩy của răng cưa với lại trục kim ha. Thì cái cam này thì là nó có một cái điểm định vị đấy ha. Đó, các anh chị nhìn thấy cái điểm định vị ha. Thì các anh chị chỉ cần cho con ốc này nó làm đúng cái điểm định vị của chúng ta là ok ha. Nên là cái cam này chúng ta không chỉnh sớm muộn được ha. Đó là cam chết. Đó, nó cũng một điểm định vị đây này. Anh em cứ làm sao cho con ốc này nó đúng vào cái điểm này được ha. Rồi bây giờ mình sẽ lật máy xuống mình kiểm tra xem là cái cam mình đã đúng chưa ha. Rồi bây giờ mình tiến hành mình kiểm tra. Thì chúng ta chỉ cần quay kim đi xuống. Đó, khi kim xuống bằng mặt nguyệt thì răng cưa chúng ta bắt đầu đi lên này. Đó, và khi kim của chúng ta đi xuống sâu nhất. Đó, khi kim chúng ta sâu nhất thì răng cưa chúng ta cũng phải lên cao nhất và nó đẩy vào tầm ở giữa này ha. Rồi khi kim của chúng ta đi đấy, đi lên cao nhất. Đấy, khi kim chúng ta lên cao nhất thì cái cầu răng cưa của chúng ta phải xuống thấp nhất ha. Đó, thì là cái cam, cái dây đai của chúng ta đã chuẩn. Rồi sau khi chúng ta chỉnh xong rồi thì các anh chị là phải kiểm tra đến ổ nhé. Nếu mà cái cam của anh chị mà sai, chúng ta chỉnh lại thì các anh chị phải chỉnh lại ổ của chúng ta nhé. Chỉnh lại cái thời điểm bắt ổ của chúng ta. Khi chúng ta chỉnh lại đồng bộ ấy, thì là cái ổ của chúng ta nó cũng đi sai luôn ha. Đó. Rồi bây giờ mình bắt đầu kiểm tra đến ổ ha. Rồi thì ổ của mình đây nó vẫn chuẩn ha. Nó vẫn nằm trên lỗ kim khoảng 1 ly rưỡi đến 1 ly ha. Đối với trường hợp mà cam các anh chị sai, các anh chị chỉnh lại. Đó, chỉnh lại cái cam cái dây đai ha. Thì chúng ta phải là điều chỉnh đến chỉnh lại cái thời điểm bắt ổ này ha. Thì cái dây đai này tức là dây đai đồng bộ trục kim, cầu răng cưa và tầm bắt cổ ha. Một khi chúng ta chỉnh cái dây đai này sai ấy thì nó sẽ tất cả kim này, cầu răng cưa và ổ chúng ta nó không đồng nhất với nhau, nó bị sai. Thì trong quá trình mình chạy thì nó cũng bị gãy kim, bị sùi chỉ, mà máy của chúng ta chỉ nó không được đẹp, không được chạy nó không được lướt ha. Thì video hôm nay mình đã hướng dẫn các anh chị là cách chỉnh cam, hay là còn gọi là cách chỉnh dây đai đồng bộ của máy hai kim. Thì anh chị xem video mình thấy hay thì anh chị hãy like, hãy đăng ký kênh, nhớ ấn vào biểu tượng cái chuông hai lần để nhận thông báo video mới của mình ra. Mình xin chúc tất cả các bạn thành công ha.